Dân Trung Quốc mỉa mai khi nghe tên phim Hàn Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Xin chào các bạn thân mến, dạo gần đây truyền thông cũng như cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao vụ việc phim Hàn Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã yêu cầu Netflix gỡ phim Little Women 3 chị em. Nếu Netflix không chấp hành sẽ bị cơ quan quản lý nhà nước xử lý theo quy định. Và tin tức này đã lan sang tận Trung Quốc, khi mà đã có rất nhiều bài báo viết về vụ việc này. Và sau khi nhiều dân mạng Trung Quốc đọc những bài báo này, đã có rất nhiều netizen Trung Quốc mỉa mai Hàn Quốc. Vậy cụ thể báo Trung Quốc viết như thế nào, cũng như netizen Trung Quốc nói sao? Hãy cùng kênh tìm hiểu ngay nhé! Một bài báo Trung Quốc đã viết với tiêu đề như sau. Lính Hàn Quốc giết 100 lính Việt Nam. Phim truyền hình Hàn Quốc của Netflix chào đón chiến tranh Việt Nam bất khả chiến bại, Việt Nam giận dữ gọi đó là điểm dừng. Ảnh chụp màn hình dưới đây là thông tin mới nhất từ các phương tiện truyền thông Việt Nam. Việt Nam đã ra tối hậu thư cho Netflix, yêu cầu tạm dừng ngay bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc Little Girl, đang được phát sóng tại Việt Nam. Lý do Việt Nam bị đình chỉ là hoàn cảnh không phù hợp. Khi nhìn xuống, bạn sẽ thấy rằng nội dung liên quan đến Việt Nam do người Hàn Quốc dựng lên trong bộ phim truyền hình này chắc chắn không chỉ là một cốt truyện không phù hợp, mà là một cốt truyện thải qua với một lỗ hổng lớn. Vậy âm mưu xuất thần trong bộ phim Hàn ăn khách này là gì? Hãy cùng xem nhận quả của sự việc nhé! 1. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc bị chính phủ Việt Nam yêu cầu dùng khẩn cấp này có tên là Little Ladies, ở Hàn Quốc và tiếng Anh là Little Women. Netflix là nhà sản xuất đã mua bản quyền độc quyền của bộ phim truyền Hàn Quốc và đưa nó lên nền tảng phát trực tuyến 2 tập một tuần. Bản thân cốt truyện của Little Women là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc truyền thống, ba chị em, từ những gia đình nghèo sống nương tựa vào nhau vô tình dính vào một âm mưu gây sốc, và cuối cùng suy ra một cuộc tranh giành quyền lực ly kỳ. Sau khi được phát sóng tại Việt Nam, do cốt truyện rất phù hợp với thị hiếu của người dân địa phương, nên bộ phim đã nhanh chóng làm bùng nổ các bộ phim truyền hình rượt đuổi tại địa phương. Trên các mạng xã hội trong nước và các diễn đàn điện ảnh, truyền hình tại Việt Nam, bộ phim truyền hình Hàn Quốc này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và bàn luận. 2. Nội dung liên quan đến Việt Nam trong vở kịch Quả Lố. Tuy nhiên, bộ phim truyền hình Hàn Quốc của Netflix này nhanh chóng gặp trục trặc. Đó là lý do mà cốt truyện của bộ phim truyền hình này chủ yếu diễn ra ở Hàn Quốc và ít liên quan đến Việt Nam. Tuy nhiên, trong một vài cảnh quay có sự tham gia của Việt Nam, người Hàn Quốc đã thể hiện khả năng bịa đặt cực kỳ xuất sắc của mình và cuối cùng đã thủng sọt lớn. Hãy cùng xem trí tưởng tượng của người Hàn Quốc đã phóng đại đến mức nào. Tình tiết gây tranh cãi đầu tiên xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng phút thứ 58 của tập 3. Khi đó, cốt truyện là anh hùng và nữ chính theo đuổi manh mối của vụ án, một loài lan bí ẩn. Kết quả là nam diễn viên đã tìm ra nguồn gốc của loài lan bí ẩn này thông qua các cuộc tìm kiếm trên Internet Việt Nam. Nam diễn viên cho biết, loài lan này có tên là hồn ma Việt Nam. Nó được lính Mỹ đưa về Mỹ từ Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Tất nhiên, con ma Việt Nam không có nội dung Quả Lố, sự xuất thần thực sự vẫn phải đến. Đó là thể hiện sức mạnh thực sự của người Hàn Quốc. 3. Bịa đặt công khai cảnh lính Hàn Quốc giết 100 lính Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Trong tập 8, một sĩ quan quân đội Hàn Quốc đã nghỉ hưu nhắc lại với nữ anh hùng rằng anh ta đã có mặt trên chiến trường Việt Nam, một người lính Hàn Quốc có thể giết 20 lính Việt Nam và tỷ lệ thiệt hại trong trận chiến là 1:20. Nhưng một người lính đặc nhiệm Hàn Quốc có thể giết được 100 lính Việt Nam và tỷ lệ sát thương trận đấu là 1:100. Khi nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nghỉ hưu nói điều này, ông có một biểu cảm tự mãn trên khuôn mặt của mình. Nữ chính lúc đầu cũng bị sốc, sau đó thì yêu thích. Trên thực tế, trong toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam, Hàn Quốc đã đưa 200.000 quân sang chiến trường Việt Nam. Phần lớn thời gian, họ không có dịp ra chiến trường cùng quân đội Mỹ, mà chỉ chịu trách nhiệm hỗ trợ hậu cần cho quân đội Mỹ, bao gồm cả các công việc phụ trợ như vận chuyển hàng hóa và cứu chữa những người bị thương. Có rất ít cơ hội để đối đầu trực tiếp với quân đội miền Bắc Việt Nam, chứ đừng nói là 1/100. Nhưng ngay cả như vậy, quân đội Hàn Quốc đã phải gánh chịu hơn 20.000 thương vong trong chiến tranh Việt Nam, trở thành bia đỡ đạn thực sự. Về tỷ lệ tổn thất trận chiến, bạn phải biết rằng tỷ lệ tổn thất trong trận chiến giữa quân đội Hoa Kỳ và quân đội miền Bắc Việt Nam chỉ vào khoảng 1/4. Quân đội Hàn Quốc là chiến mã của quân đội Hoa Kỳ, có thể tạo ra tỷ lệ tổn thất trận chiến là 1/100. Điều này không phải là đánh vào mặt người Mỹ sao? Bây giờ những nội dung phiến diện như vậy lại xuất hiện trong phim truyền hình Hàn Quốc, liệu Việt Nam có thể ngăn chặn kịp thời? Còn bây giờ hãy xem một số bình luận từ netizen Trung Quốc để xem họ nói gì nhé! Người Hàn Quốc lại xúc phạm người Việt Nam. Nhật có kiện chúng ta ở Hoành Điếm không? Thật đáng tiếc khi lịch sử đã chứng minh Hàn Quốc không đánh được. Từ xưa đến nay Hàn Quốc không phải quốc gia có thể đánh được, so với Nhật Bản thì kém xa. Có cần phải làm ầm ĩ, Mỹ giết chết một nửa vũ trụ chỉ bằng một cái búng tay mà không cần khoe khoang.
Một binh sĩ giải phóng quân ở Trung Quốc bắn trúng 1.000 tiểu quỷ bằng súng cao su, mà không cần khoe khoang đấy thôi. Tất cả đều chỉ chương trình truyền hình mà. Thế giới đã thay đổi, và đất nước thì thậm chí có thể xem Netflix. Lúc đầu lính Hàn không giết dân thường, chỉ giết lính Việt Cộng, nhưng lính Việt Cộng đánh du kích, già trẻ gái trai đều dừng súng bắn sau lưng họ, gây thương vong nặng nề cho quân Hàn. Nên cuối cùng, chỉ cần làng nào dám động quân Hàn thì họ sẽ bị tàn sát trực tiếp cả làng. Sau chiến tranh Việt Nam, quân Hàn thực sự tồn tại như ma quỷ trên chiến trường khiến người ta khiếp sợ. Nhưng điều kỳ lạ là người Việt Nam không hề ghét người Hàn Quốc, mà ngược lại họ rất ác cảm với người Trung Quốc chúng ta. Họ đã giết rất nhiều dân làng vô tội, và tất cả họ đều được xếp vào loại du kích, và sau đó làm tròn tỷ lệ lên mới có tỷ lệ lớn như vậy. Việt Nam và Hàn Quốc đối đầu, tôi cá Việt Nam sẽ thắng. Tôi nghĩ rằng ngay cả bây giờ, nếu các nước khác không can thiệp, Hàn Quốc và Việt Nam solo 1-1, thì Hàn Quốc cũng không thể đánh bại Việt Nam. Cho dù vũ khí của Hàn Quốc có tiên tiến hơn nhiều so với của Việt Nam, đi chăng nữa. Thì trong cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc, những tên lính gậy trong quân đội Nhật Bản, chẳng khác gì một bọn biến thái tàn sát dân thường một cách dã man. Điều đáng ngạc nhiên, một đội quân Ấn Độ trong phim Ấn Độ, cũng đã giết chết 300 lính Trung Quốc chúng ta, ha ha. Theo những gì tôi biết về Hàn Quốc, họ đều là Thanos, ha ha. Mô hình nhỏ, Việt Nam cũng có thể quay một bộ phim lãnh thổ xuyên Việt trên không, có cây tấn công ngược, kẻ thù mạnh mẽ phải rút lui, và thế là cưới một người vợ ngọt ngào, từ trong trại quân đội bước ra, tiến vào nhà xanh, trong thời huy hoàng nhất của người Việt, người Hàn phải nể phục, Hàn Quốc trở thành vùng đất bay của Việt Nam. Hừ, đồ cặn bã. Trong bộ phim truyền hình chống Nhật của Trung Quốc, Gian Soang Inh, một người đã giết cả một liên minh. Thứ nhất, những bộ phim truyền hình thần thánh của chúng ta đều được chiếu ở Trung Quốc, còn người Nhật thì họ không xem chúng. Thứ hai, người Nhật không cẩn thận như người Việt. Trên thực tế, trong toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam, Hàn Quốc đã đưa 200.000 quân sang chiến trường Việt Nam. Hầu hết thời gian, anh ta không có cơ hội ra chiến trường cùng quân đội Hoa Kỳ, anh ta chỉ chịu trách nhiệm hỗ trợ hậu cần của quân đội Hoa Kỳ, bao gồm vận chuyển hàng hóa và cứu chữa những người bị thương. Nếu quân đội Mỹ không để Hàn Quốc chịu trách nhiệm hậu cần, mà lao ra tiền tuyến làm bia đỡ đạn, thì cây gậy có thể đã chinh phục toàn bộ Đông Nam Á, ha ha. Sự kiêu ngạo của người Hàn Quốc cũng bắt nguồn từ mặc cảm tự ti kém cỏi. Dù kinh tế phát triển nhưng lịch sử thiếu thốn sẽ khiến họ khao khát liều lĩnh bịa đặt, xuyên tạc lịch sử. Ha ha, đúng là người Hàn Quốc thích khoe khoang quá nhiều, thấy thật xấu hổ. Người Hàn Quốc họ không biết xấu hổ là gì sao? Chỉ cần bạn không xấu hổ thì người khác phải xấu hổ, ha ha. Chỉ cần quân đội Hàn Quốc ở Việt Nam thua một trận là họ sẽ tiêu diệt dân thường, quân đội Hàn Quốc thừa hưởng sức mạnh của quân đội Nhật Bản ngày xưa. So sánh sức mạnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc, lãnh thổ và dân số gấp mấy lần Hàn Quốc, một quốc gia giàu tiềm năng. Còn tệ hơn cả những bộ phim truyền hình chống Nhật của chúng ta. Ở một đất nước có tầm cỡ, kinh tế phát triển là điều không thể phủ nhận, nhưng việc tự xưng mình là đê han thì cần phải có lòng tự ái và tự phụ tột độ mới có được dũng khí như vậy. May mắn thay, những bộ phim truyền hình chống Nhật Bản của Trung Quốc chỉ được phát sóng ở Trung Quốc. Trên đây là bài viết từ người Trung Quốc, cũng như một số bình luận từ netizen chung. Các bạn cảm nhận như thế nào về ý trên thì hãy bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.